Thưa quý vị, một bạn đọc có tên là Nguyễn Văn Dũng đến từ Long An có gửi câu hỏi về cho báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh rằng: Tôi có mua một thửa đất ở nông thôn tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu vực đất không nằm trong quy hoạch và có nhiều người dân đã xây nhà ở. Xin hỏi nếu tôi muốn xây dựng nhà cấp 4 tại thửa đất trên thì có cần phải xin giấy phép xây dựng hay không? Dưới đây là giải đáp của luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Khoản 2 điều 89 Luật Xây dựng 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng quy định có 10 trường hợp khi xây dựng công trình nhà ở được miễn giấy phép xây dựng, trong đó có 2 trường hợp khi xây dựng nhà ở không cần phải xin giấy phép xây dựng. Thứ nhất, những nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 7 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thứ hai, công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Công trình xây dựng cấp 4, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng, trừ công trình nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử, văn hóa. Ngoài ra, đối với những công trình thuộc trường hợp thứ nhất, thì khi xây dựng, chủ đầu tư công trình có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý. Như vậy, trường hợp của bạn là xây dựng nhà cấp 4 trên đất ở nông thôn và vị trí đất không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn giấy phép xây dựng. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.